Đặt nuôi mấy năm rồi? 2 năm. 2 năm rồi à? Ê à? 2 năm rồi. Đang người đấy con này. Là 2 năm rồi. Đúng 2 năm rồi. Không gáy thay người mà phát thì nó lại gáy đang người. Mày để yên cho nó gáy là sao màu nó rách hết được kia? Lúc nhỏ. Nhỏ cái con muối càng. Đây, một con máy đã ở trên ấp trên này. Con máy ở dưới này để lắm, để con này à. Đâu? Để luôn. Con máy này. Thịt mẹ con rừng giặt này, nhưng mà đuôi công của nó đâu hết rồi? Gái hết rồi. Đánh nhau à? Cứ cả hướng đấy thì có lúc thì nó cứ dập vào thì nó lại gái. Gà này không biết dưới đuôi. Kiểu gì mà không phải giặt. Không phải là tại nó giặt. Gà này không biết dưới. Không biết dưới cái bụng lông của nó. Gà này không biết dưới cái bụng lông. Đánh người ác nhỉ? Con này bây giờ tháng không đi đâu mà. Thả thì có máy thì nó nuôi 2 năm rồi đúng không? Nó bẫy về lúc tơ tơ à? Làm gì bắt được con thế này? À nuôi từ nhỏ à? Mình bảo là nuôi từ nhỏ đấy. Gà này không biết gì cái bụng lông của nó. Gà... Mùa mưa kia thì nó còn chết cái này. Dưới này thì như cái âu... Âu con lợ ấy, nhưng mà nó lại không chết nữa cơ. Nhưng mà gà ta mình nhốt thế này chết lầu. Nhưng mà gà biết dưới cái bụng lông của nó không bao giờ hỏng. Co của mình sát đi sát lại cạn nam nó còn hỏng mà. Cựa này ác phết rồi nhỉ. Ừ. Thật có áp gà. Ngọt căn vậy thôi.